tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh thành phố miền tây nam bộ năm 2020 các đồng chí lê quốc phong bí thư tỉnh ủy lê thành công trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đến dự phát biểu tại hội nghị bí thư tỉnh ủy lê quốc phong ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh đồng tháp trong thời gian qua với nhiều mô hình như Câu lạc bộ tuyến đường cổng rào sáng xanh sạch đẹp, an toàn. Câu lạc bộ thu gom rác thải bảo vệ thực vật. Câu lạc bộ giáo xứ an bình, xóm đạo bảo vệ môi trường. Câu lạc bộ khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường dân dân đã góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày một phát triển. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ đã chia sẻ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đặc biệt là tích cực hưởng ứng các hoạt động giúp đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Dịp này, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền gần 13 triệu đồng. Tại điểm hẹn cà phê doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sa Đéc vào sáng nay, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp các đơn vị sản xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các sở ban ngành tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Đề nghị ngành ngân hàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định. Ngành nông nghiệp tăng cường thực hiện việc quy hoạch và quản lý dùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh, phối hợp hỗ trợ thực hiện chỉ dẫn địa lý con cá tra theo đề xuất của doanh nghiệp dân dân. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, từ đó chủ động tháo gỡ, quà giải các dướng mắc liên quan, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất phát triển đúng định hướng, bền vững. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo. Xây dựng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thành với sự nghiệp báo chí của đảng phát biểu tại đại hội ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh các cơ quan báo chí tỉnh đã có bước phát triển nhanh chóng mạnh mẽ về nhiều mặt số lượng chất lượng các ấn phẩm các chương trình phát thanh truyền hình dân dân không ngừng được cải tiến tạo tín hiệu tốt trong xã hội phó chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh đặc biệt đánh giá cao vai trò của báo chí tỉnh nhà trong việc thông tin nhanh kịp thời đầy đủ và chính xác sự chỉ đạo điều hành của tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh Đơn cử như việc báo chí đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội và quy động cả cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch. Đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp khóa 7 với 7 người, khuyết 1 người và 3 đại biểu dự Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Bùi Thanh Hồng, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, các phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Hữu Phục, nguyên phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Hữu Quang, phó tổng biên tập phụ trách báo Đồng Tháp. <laughs> 53 tác phẩm báo chí vừa được ban tổ chức giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ ba giai đoạn 2018-2020 trao giải vào sáng nay. Thể loại báo in có 11 tác phẩm đạt giải gồm một giải A, hai giải B, ba giải C và năm giải khuyến khích. Thể loại ảnh báo chí có ba tác phẩm đạt giải, một giải B, một giải C, một giải khuyến khích. Thể loại truyền hình có 11 tác phẩm đạt giải, một giải A, hai giải B, ba giải C, năm giải khuyến khích. Thể loại phát thanh gồm một giải A, một giải B, một giải C và ba giải khuyến khích. Có 19 giải viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định chuyển các ấp thuộc xã An Bình A, xã An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự thành các khóm thuộc phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thành phố Hồng Ngự kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau phường An Bình A chuyển các ấp An Hòa, An Lợi, An Lộc, An Phước và An Thịnh thành các khóm An Hòa, An Lợi, An Lộc, An Phước và An Thịnh. Phường An Bình B chuyển các ấp 1 và 2 thành các khóm 1 và 2. Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng thống nhất chủ trương khẩn trương triển khai thực hiện công trình kè chống sạt lở sông Cái Vân, huyện Hồng Ngự. Trong đó, giai đoạn 1 xử lý đoạn sạt lở khẩn cấp chiều dài 714 m với kinh phí khoảng 86,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí đề nghị trung ương hỗ trợ 50 tỷ và vốn địa phương đối ứng, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh phương án thiết kế gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước ngày 2 tháng 11.